Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Camilog nha. Chào cả nhà. Cái nhà mình chuẩn bị đồ đi quay thì bước ra khỏi nhà, ông trời cũng giả đã mưa quá lớn rồi, vì mình không có đi quay được cả nhà. Thì hôm nay nó ngay ra thì mình làm clip này cũng như là muốn cảm ơn tất cả các cô chú từ trước đến nay đã luôn luôn ủng hộ mình cũng như là tạo điều kiện cho mình rất là nhiều, cũng như là một mặt là kinh phí, và cái mặt thứ hai là hỗ trợ cũng về tâm linh. Nhưng mà cũng về tâm linh thì như là mình đã tạm dừng không có nhận cái khoản tiền này mà kể từ cái ngày mà kênh mình mất đó cả nhà. Thì mình suy nghĩ là những cái đồng tiền mà mình cúng về tâm linh nó sẽ có thể mình xuất ra từ cái kênh của mình, nó có thể là mang cái tính chất là thành tâm hơn đó. Vì những món đồ cúng đó thì cả nhà mình không phải là bày vẽ cho nó quá nhiều, tại vì cúng cũng bình thường thôi, cũng số mỗi lần đi cúng gì cũng vài chục ngàn à. Thì mình bỏ tiền cũng đúc ra có thể là mình làm được. Thì trong đó thì rất là nhiều cô chú anh chị trước từ khi mình mắc kênh tới giờ đó, tính ra là hồi tháng 5 thì đầu tháng 5 là mình bị mắc cái kênh Camilog. Thì cái kênh lúc đó mình được 24 gần 25 ngàn người đăng ký nữa nha, nhưng mà đột ngột mất cái kênh, cho nên là mình tóm lại là lúc đó là mình mắc trắng không còn gì hết. Thì vào thời điểm đó thì may mắn là mình có cái người vợ của mình luôn luôn kề cận mình, lo cho mình đủ thứ, đủ mọi điều hết. Nhưng mà cái may mắn thứ hai của mình, cái may mắn đó là có thể là cả đời mình cũng không gặp được, thì đó cũng là người chị đó là người chị Út cả nhà. Mình thường xuyên nhắc trên video chị Út, tóm lại thì tất cả cũng như là laptop rồi máy quay rồi tất cả dụng cụ của mình mà quay phim đó là chị hỗ trợ tất cả luôn, rất là nhiều. Hiện tại bây giờ những cái món đồ mình có thì đa số là của chị Út hết, 90% của chị Út rồi, rất là nhiều. Thì trong đó đó mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà một cái chuyện như thế này. Cái này cũng như là một cái tin vui, cũng như là mình muốn chia sẻ với nhà thôi. Thì trong đây thì hai vợ chồng cũng có tích được một số tiền, thì mua từ cái ngày mắc kênh tới giờ cả nhà, thì nói ngay thì cả nhà ủng hộ cũng rất là nhiều, cho nên cái kênh của mình nó có phần là phát triển nó vượt trội hơn là cái lần cái kênh cũ của mình. Cái kênh cũ của mình thì mình làm 2 năm thì chỉ có 24.000 người đăng ký thôi, được xem thì có thể là nó rất là thấp so đến bây giờ, so đến hiện tại. Thì từ ngày mắc kênh bây giờ cũng như là ở trong này mình nói nó tóm lại là cũng như là trong cái rủi nó có cái may đó nha. Nếu như mình không mất cái kênh thì mình sẽ không gặp được Kiêu, mà mình không mất cái kênh thì mình cũng sẽ không biết ai là người tốt với mình, ai là sẽ là người luôn luôn cái hỗ trợ mình, luôn luôn yêu thương mình, dù mình có khó khăn, có gian nan, có cực khổ thì mình mới biết được người nào là người yêu thương mình. Đấy, đây là cái người mà luôn luôn kể cận với mình cả nhà, 24/24 luôn, không thoát được. Phải đi quay thì ở nhà thôi, rồi cho đi quay xong về vợ lo cơm nước đầy đủ hết, cho nên cỡ này mình cũng hơi tròn tròn là chút xíu nha. Không phải là mình ốm là do mình bệnh cái gì hết, nhưng mà có cái đặc biệt của mình đó là cái cơ thể của mình nó có một cái bệnh là cái đau lưng đó nha. Mình, khi mà cơ thể mình nó mập lên một cái là nó sẽ tóm lại là nó không có được nhẹ nhàng nữa, thành ra nó sẽ đau. Mình thì cứ để cơ thể như vậy, cứ dưới mức trung bình là 52 kg thôi. Thì cái nhà là mình chỉ có 52 kg thôi, không có hơn không có kém, ăn cỡ nào cỡ cũng 52 mà nhịn cũng 52 kg, nó vậy đó. Cho nên cái nhà nhìn mình ốm thì thật sự nó là như vậy rồi, không có thay đổi được. Mình cũng không muốn mập lên nhiều, vợ cũng muốn kêu ăn nhiều với mập lắm, nhưng mà không được, không muốn mập, tại muốn vậy vậy đẹp trai hơn. Còn cái này mình chia sẻ với cái nhà như thế này, hai chồng thì nó ngay cũng tích lũy được một chút đỉnh gì đó, thì tìm được một mảnh đất cả nhà. Thì cái mảnh đất này mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà, thì mình mua mảnh đất này cũng ở ngoài vườn thôi, chứ không phải là mặt tiền đường lộ gì hết, chỉ là một cái cũng có đường lộ, cũng có xe chạy này kia cũng được, nhưng mà hai chồng thì nghĩ vô đó thì ít nhà,
Thì hai chồng mình mua mảnh đất thì bề ngang nó được 10 mét cái nhà, thì dài thì được 115 mét. Thì tổng cái số tiền cái mảnh đất đó thì sắp xỉ 1 tỷ. Thì mình nói với cả nhà, cái số tiền mà sắp xỉ 1 tỷ này á thì phần lớn là của chị Út, chị hỗ trợ, chị đầu tư cho mình. Thì khi mà mình có cũng như là mình cũng có dự định này kia thì cũng chị Út chị cũng có hỏi thăm này kia, cho nên là chị hỏi giờ là hai vợ chồng có cần có thiếu thốn gì không, ví dụ như là tóm lại chị Út rất là tốt, chị hỏi chị lo lắng lắm đủ thứ hết, chị nó có thiếu gì không. Nó giờ thì cũng có chia sẻ với chị Út là cũng có dành dụm được số tiền thì cũng mua mảnh đất, nhưng mà bây giờ hụt quá không đủ. Thì nó bây giờ bấm bụng mua một cái đi rồi sau này hai chồng có luôn đó. Thì hai chồng cũng ráng cố gắng mua cái mảnh đất đó, thì chị Út chị hỗ trợ cho mình, nó tóm lại là hơn 2/3 cái số tiền miếng đất đó nha đó. Thì chị Út cũng tóm lại là hiện tại bây giờ cả đời mà cho lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mình chưa bao giờ có một cái giấc mơ thôi mình cũng chưa dám mơ tới đó nha, một cái sự tưởng tượng thôi mình chưa dám tưởng tượng tới. Nhưng mà không ngờ chị Út hoàn thành cho mình. Chị nói bây giờ cố gắng đi, mua được cái mảnh đất rồi thì ráng cố gắng mà hai chồng lo làm. Thì trong đây cũng có vợ chứ không phải là không có, thì cũng thành hai chồng đó. Lô đồ với nó la cái nhà, nó nhớ ba, xuống dưới dẫn nó hoài, không dẫn nó vậy á, nó quậy. Lô đồ với em ẩm lù lù bên trai. Thì cái nhà ơi, mình thì nói ngay, nhiều khi thì mình cũng muốn chia sẻ với cái nhà, lâu rồi mình mua mảnh đất này, hiện tại giờ giấy tờ thì chưa xong cho nên mình cũng chưa dám lên chia sẻ với cái nhà mình. Vì đôi lúc có nhiều cái sự cũng như là bàn tán xung quanh này kia thì mình cũng rất là sợ sự bất tiện đó cả nhà, cho nên mình cũng không muốn lên. Tóm lại là cái này mình đưa lên người ta nói như mình khoe khoang này kia, cái này không phải cả nhà, cái nhà mình muốn chia sẻ với cả nhà mình biết là cái gì cũng nó minh bạch rõ ràng, không có để cho người ta nói gì. Hồi chút trước á, thì lúc trước cả nhà mình khi mà mình xây căn nhà này lên á, cái số tiền mà xây căn nhà này là do vợ mình lo hết, mình cũng không có nói với ai biết hết. Mình chỉ ý tóm lại là cái mình thì không có khoe khoang đó nha, thì mình cứ có thì mình cứ cắt thôi. Cái này là một cái máy ấm của mình thì mình cứ làm ra, nhưng mà cái tin đồn nó lại lan rộng quá, người ta nói mình cái này kia đủ thứ, mình cũng giữ im lặng mình không nói gì hết. Nhưng mà cái lần này mình mua cái mảnh đất này thì mình muốn nói lên cho cả nhà mình biết, thì cái số tiền mình có được là để mua mảnh đất này là hơn 2/3 là của chị Út, và số phần còn lại là của hai vợ chồng. Nó là kiểu chỉ nói rất là nhiều cho hai vợ chồng. Thì đây nhân tiện đây thì mình làm cái clip này cũng như là muốn tỏ lòng biết ơn và cảm ơn chị Út rất là nhiều từ trước đến giờ. Chị Út ơi, em mơ cũng không dám mơ nữa chị. Cảm ơn chị Út nhiều lắm. Thì từ trước đến giờ thì mình nói ngay, thì nhận rất là nhiều đồ của cũng như là những cái phần quà hỗ trợ về các cô chú anh chị cho mình cũng rất là nhiều. Thì trong đó thì mình cũng không quên cảm ơn cả nhà đã luôn luôn quan tâm ủng hộ mình cũng như là giúp đỡ mình, động viên cho mình để có thêm cái động lực để tạo thêm nhiều, để liên quan thêm nhiều cái video cho cả nhà mình xem. Thì hôm nay có sự bất tiện là trời đang mưa, cả nhà đang mưa đó, cho nên thì mình không có đi quay được, mới làm một clip ngắn như thế này để chia sẻ với cả nhà mình, cùng chia vui với cả nhà mình đó. Vợ nói gì nói vài tiếng cả nhà. Tuyền rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ anh Đỏ. Là khi cái ngày mà mất kênh thì lúc tháng 5 tới bây giờ đó, thì tất cả cả nhà là đều ủng hộ và hỗ trợ đăng ký rồi rồi có rất nhiều anh chị cô bác rồi gửi tiền kinh phí thì sao thì ở gì đó dạ, nói chuyện nói. Chưa có rành, không có cái chuyện đi tới Việt Nam thì cũng nhiều chữ chưa có rành lắm, cái nhà thông cảm ha. Thì rất là cảm ơn
Thì ở đây vợ mình có cũng như là muốn cảm ơn với cái nhà như thế này thì cũng như mình thôi, thì cảm ơn là từ trước giờ cũng như là luôn ủng hộ mình từ lúc kênh mắt tới giờ. Thì cách nay cũng đã được nửa năm rồi cả nhà, nhưng mà mình không ngờ là cả nhà yêu thương mình đến như vậy, trở lại với mình rất là nhanh, và số lượt đăng ký nó đang xấp xỉ gần bằng cái kênh cũ rồi cả nhà, rất là nhanh luôn, mình cũng không dám tin nổi luôn. Khi cái kênh trước mình làm 2 năm trời được có 24 gần 25.000 người đăng ký thôi, mà cái kênh hiện tại giờ mình làm mới được 6 tháng thôi đã gần 19.000 người đăng ký rồi. Thì ở đây mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì hồi lúc trước thì mình có nói là khi kênh mình được 15k đó kìa, 15.000 người đăng ký đó, thì mình sẽ trích cho một số tiền ở trong cái kênh của mình đó để mình làm từ thiện. Nhưng mà gần Tết rồi, mình cũng để ngay dịp Tết luôn là mình sẽ phát từ thiện luôn, mình sẽ lấy số tiền trong đó ra mình làm luôn. Chứ hiện tại bây giờ thì mình có khi mình lấy ra rồi, tới Tết thì không có quà cho bà con nữa. Cái này là mình muốn trích trong số tiền của cái lương của mình cái nhà, chứ không có ý là xin. Nhưng như cả nhà xem video thì cái này mình nói ngay cũng có nhiều mặt lắm. Có người thì người ta ghét, người ta sẽ nói mình cái kiểu như là xin xỏ. Có người thì không ưa, người ta có thể là người ta nói đủ thứ điều đó. Và thậm chí nếu như một khi mà mình nói cái chuyện mình mua mảnh đất này lên rồi, sẽ có nhiều người vô nói mình cái kiểu như là ăn chặn này kia kia nọ đó. Thì mình cũng không phải là mình muốn minh bạch cái gì hết, mình không có muốn cái gì gọi là, nhưng thật sự nó là như vậy. Từ trước giờ cả nhà xem video có bao giờ thấy nó lên video mà xin tiền mua bất cứ cái món gì riêng để cho mình? Đó chưa bao giờ làm, đó chỉ là xin Sao? nếu như kẹt lắm thì cái nhà giúp đỡ cho mình, cũng như là tiền xăng xe này kia thì mình sẽ nhận. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị gửi cho mình tiền cúng, mình cũng có từ chối nha, mình không có nhận, mình cũng có từ chối luôn, chứ không phải là quà nào mình cũng nhận hết. Trong khi mà gửi như gửi mình tiền cúng thì mình nhận, còn gửi có tiền ý, gửi qua tiền xe gửi qua tiền xe xin xăng này kia thì mình nhận, còn tiền cúng thì đó là không có nhận đó. Cho nên là mình cũng có nói thêm nhắc đi nhắc lại như vậy, thì mình không có nhận ở nhà. Dù như trong cái tháng nào đó thì mình không may mắn thì không được ủng hộ kinh phí thì mình cũng phải tự xuất tiền nhà. Thì cái này được cả nhà ủng hộ xem video nhiều rồi thấy là cũng mừng lắm, vui lắm rồi, chứ đừng nói là cái vấn đề gì hết đó. Thì mình cũng cho cả nhà xem cái mảnh đất mình nó là như vậy. Thì cũng như là hai chồng mình một lần nữa cũng như là rất cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị từ trước đến nay đã luôn luôn là yêu thương ủng hộ và động viên, để cũng như là cho đỏ có một cái phần nghị lực để vượt lên những khi mà vấp ngã. Thì trong đây là phần lớn là mình cũng rất rất là cảm ơn chị Út, như là hai chồng em xin cúi đầu và cảm ơn chị và cảm ơn tất cả. Thì bây giờ cả nhà ơi, mình cũng xin là tạm dừng video và ngày mai sẽ tiếp tục đi quay tâm linh cho cả nhà xem nha. Bữa nay tại mưa quá không có quay tâm linh được, không có nhà. Cái này thì bye bye cả nhà nha, cả nhà.